Chào cả nhà ha. Hôm nay không lên sân thượng nữa. Hôm nay ngồi dưới nhà. Tại trời đang nắng. Hôm nay Yến hát cho cả nhà nghe Phụng Hoàng 12 câu ha. Hát vui là chín mà gạch đá là 10. Ai cho thì cứ nhận thôi. Nhớ ngoại. Bài hát có tên là Nhớ Ngoại.